Cụ thể, phương tiện cơ giới và người điều khiển nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam phải thông qua doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam làm thủ tục đề nghị chấp thuận và tổ chức thực hiện. Thời gian được cấp phép tham gia giao thông tại Việt Nam tối đa không quá 30 ngày, phải có văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông Vận tải. Đối với phương tiện là xe ô tô chở khách có tay lái ở bên trái từ 9 chỗ ngồi trở xuống và xe mô tô thuộc quyền sở hữu của tổ chức cá nhân nước ngoài đã được đăng ký tại nước ngoài và gắn biển số nước ngoài, có giấy đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp và còn hiệu lực, có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp còn hiệu lực đối với xe ô tô. Người điều khiển phương tiện là công dân nước ngoài phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, còn giá trị sử dụng ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh và phải có thị thực. Trừ trường hợp được miễn thị thực, phù hợp với thời gian tạm trú tại Việt Nam, có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển.